Xin chào bạn cùng trở lại với F8, và trong video này chúng ta sẽ cùng học về khái niệm hoisting. Hoisting nó mang ý nghĩa là đưa lên trên hay là kéo lên trên. Thì khi nhắc tới hoisting trong JavaScript là người ta đang đề cập tới cái việc các bạn khai báo biến, khai báo hàm, thì cái phần khai báo nó sẽ được đưa lên trên đầu phạm vi của chúng. Trước tiên mình xin phép hỏi các bạn một câu hỏi là trong JavaScript thì các bạn có thể sử dụng những cái từ khóa nào để khai báo biến, khai báo hàm ạ? Var này, let, const và function declaration, tức là cái cú pháp khai báo hàm, đúng không ạ? Thế nên là sau khi học xong cái bài này, các bạn mỗi khi sử dụng những cái từ khóa này để khai báo biến, khai báo hàm thì các bạn có thể hiểu rất là rõ là chúng được đưa lên trên đầu phạm vi như thế nào. Nên là các bạn có thể tham gia được một vài câu hỏi khó của JavaScript các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học thôi. Mình chia bài học này làm hai phần. Phần 1 là chúng ta sẽ học về hoisting với từ khóa var và function declaration. Bước sang phần số 2, chúng ta sẽ học về hoisting với từ khóa let và const. Ngay bây giờ các bạn sẽ cùng đến với ví dụ số 1 để học về hoisting với từ khóa var. Đây là ví dụ số 1. Và ở đây mình đang console log ra biến age và biến full name, sau đó mình mới tạo ra biến age và gạt giá trị cho biến age này là bằng 16. Kết quả chúng ta nhận về là console log ra age thì thu về là undefined, console log ra full name thì nhận về một lỗi là full name is not defined. Cái biến full name này xảy ra lỗi thì nó là điều bình thường rồi. Nhưng ở đây tại sao cái biến age mà chúng ta sử dụng trước khi chúng ta khai báo mà chúng ta không bị lỗi giống như cái biến full name, mà nó cũng không mang cái giá trị là 16 cơ, nó lại là undefined cơ. Thế nên là gì ạ? Để các bạn hiểu tại sao nó cho ra kết quả này thì các bạn chỉ cần hiểu cái khái niệm hoisting này thôi. Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ. Mình sẽ thực nghiệm cho các bạn bằng cách mình chạy cái đoạn code này. Đó, cái lỗi nó xảy ra, cái kết quả thu về nó giống như cái gì mình vừa mô phỏng. Và xin phép ở đây mình sẽ nhấn mạnh lại khái niệm hoisting trong JavaScript là gì. Đó là cái việc nó đưa cái phần khai báo lên trên đầu phạm vi. Thì xét ở trong ví dụ này, cái dòng số 3 này nó là phần khai báo biến, đúng không? Thì ở đây các bạn lưu ý var age nó là phần khai báo biến, còn cái phần bằng 16 này nó là phần gán giá trị cho biến rồi. Thế nên là gì ạ? Hoisting nó sẽ đưa cái phần khai báo lên trên đầu phạm vi, thì có nghĩa là nó sẽ chỉ đưa cái phần var age này lên trên đầu phạm vi thôi. Nó giống như cái việc các bạn viết lại code như thế này. Đó, nó giống y như thế này. Và mình vừa chạy lại code, các bạn thấy kết quả nó in ra vẫn giống như lúc trước, đúng không ạ? Và ở đây thì các bạn có thể dễ dàng, nếu mà viết code như này các bạn có thể phán đoán được kết quả ngay. Bởi vì sao ạ? Var age thì lúc đó là gì? Không gàn giá trị của nó nên nó sẽ được khởi tạo với cái giá trị mặc định là undefined. Dòng số 3 thì nó in ra là undefined với giá trị của biến age tại thời điểm này. Full name thì nhận về một lỗi, được chưa ạ? Và giả sử ở đây chúng ta không có lỗi ở đây đi, thì lúc đó chạy đến dòng số 5 này, lúc đó là gì ạ? Thằng biến age này sẽ được gán lại giá trị là bằng 16. Thế nên là sau dòng số 5 thì nếu mà các bạn in ra giá trị của biến age nó sẽ là bằng 16. Đó, được chưa ạ? Thì ở đây, trong thực tế thì khi cái code JavaScript nó được chạy thì không phải là nó đi nó xáo trộn, nó viết lại code của chúng ta như thế, mà là cái cách hoạt động của nó mang lại cái kết quả tương tự như cái việc các bạn đưa cái phần khai báo lên trên đầu như thế này. Thế nên là người ta thường đưa ra cái ví dụ này thôi. Trong thực tế thì cái engine ấy, nó sẽ đọc code của các bạn, nó đọc một lượt, chứ không phải là nó đọc, nó chạy ngay các bạn nhé. Nó đọc qua một lượt, tới lúc đó là sao ạ? Nó phân tích cú pháp. Đây, mình trở lại code cũ cho các bạn đây. Đó, code cũ đây nhá. Nó đọc qua một lượt, nó phân tích cú pháp, và đến cái phần này nó sẽ phân tích được cú pháp này là cú pháp được hoist. Thế nên là gì ạ? Nó lưu vào bộ nhớ. Và sau đó nó bắt đầu thực thi lại chương trình của chúng ta. Thì khi mà nó chạy cái dòng số 1 này thì lúc đó là trong bộ nhớ nó đã có cái biến age được khởi tạo giống như cái việc là viết là var age rồi. Thế nên lúc đó là age bằng define. Thế nên là nó cho ra kết quả như thế này các bạn nhé. Ok, thì đó là hoist với từ khóa var. Chúng ta sẽ cùng bước sang ví dụ số 2 để có thể học về hoist với function declaration. Thì ở đây mình đang console log ra gọi một hàm sum chuyển hai đối số là 6 và 9, và sau đó là mình nhận lại được kết quả là 15. Sau đó mình mới khai báo ra một hàm với cú pháp khai báo hàm, hay còn gọi là function declaration, đúng chưa ạ? Và ở đây thì các bạn nhận thấy là chúng ta đang sử dụng cái hàm sum này trước khi chúng ta khai báo ra nó. Thì thực chất thì lý thuyết nó cũng tương tự như cái thằng var thôi. Hoist là gì? Là đưa phần khai báo lên trên đầu. Với cái phần var age bằng 16 thì phần khai báo nó là phần var age, thế nên nó đưa mỗi phần này lên thôi. Nhưng với phần declaration function thì cả cái cụm hàm này nó chính là phần khai báo hàm luôn. Thế nên là nó sẽ đưa cái phần khai báo này lên trên đầu. Thế nên là nó giúp các bạn có thể sử dụng được cái hàm sum này trước khi mà các bạn khai báo. Còn trong trường hợp là var thì các bạn sẽ không thể sử dụng được cái biến 16 ở đây đâu. Nhưng tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể dùng biến age ở đây, nhưng nó không mang giá trị 16. Nhưng với cái thằng function này thì làm sao ạ? Sử dụng được cái function nó vẫn hoạt động bình thường trước khi nó được khai báo. Đó, đây là sự khác biệt. Sang phần số 2, hoisting với từ khóa let và const.
Thì ở đây một số bạn sẽ bị hiểu nhầm là từ khóa let và const là không được hoisting, nhưng không phải các bạn nhé. Trong JavaScript thì cái cú pháp khai báo biến, khai báo hàm thì đều được hoist hết các bạn nhé. Nhưng ở đây cái cách mà nó hoist nó sẽ khác với cái từ khóa var và declaration function, thế nên là thường gây ra cái hiểu nhầm các bạn ạ. Thì ở trong trường hợp này mình sẽ chạy cái ví dụ này để cho các bạn hình dung ra. Ở đây là bởi vì thằng let và const nó thuộc phạm vi khối, nên là trong cái ví dụ này thì mình đưa nó vào cái khối. Thực ra các bạn bỏ khối ra thì nó thuộc window, nó cũng cho kết quả tương tự thôi, nhưng mình đưa vào khối để nó thể hiện đúng với cái phạm vi của biến let và const. Thì cũng nhấn mạnh là ở đây mình dùng let thôi, const nó tương tự các bạn nhé. Thì ở đây các bạn thấy là mình cần slope ra full name, sau đó là mình mới dùng let full name mà gắn bằng Nguyễn Văn A. Nhưng mình không nhận được lại cái giá trị là undefined giống như thằng var đâu, mà mình lại ăn ngay, nhận lại ngay một lỗi là không thể truy cập vào biến full name trước khi khởi tạo. Thì tại sao nó được hoist mà nó lại vẫn không cho chúng ta kết quả giống như thằng var? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Trước tiên mình sẽ thực nghiệm đoạn code này để các bạn nhìn thấy cái lỗi nó được in ra. Đó, được chưa? Thì ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn như sau. Với từ khóa let và const nó sẽ như này. Khai báo biến với let và const thì khi được hoist, tức là nó vẫn được hoist các bạn nhé, thì nó sẽ không được tạo giá trị và được đưa vào phần temporal dead zone. Có nghĩa là sao? Với từ khóa var thì khi các bạn thấy nó hoist var lên bên trên thì nó được khởi tạo cái giá trị mặc định là undefined, đúng không ạ? Nhưng với cái thằng let và thằng const nó vẫn được hoist lên, nhưng nó sẽ không được khởi tạo giá trị mặc định. Thế nên là có nghĩa là gì? Nó được hoist lên nhưng nó không mang giá trị. Và chính vì cái điều đó nên nó sẽ phải nằm ở trong một cái thằng gọi là temporal dead zone, được hiểu là cái vùng tạm thời không truy cập được, cái vùng tạm thời không sử dụng được ấy. Thế nên là với cái lý thuyết này của thằng let và const, nó làm cho cái việc mà chúng ta sẽ không thể sử dụng được cái biến hay là cái hằng được tạo ra bởi hai từ khóa này trước khi mà chúng ta thực sự đến cái dòng code mà chúng ta tạo ra nó. Thế nên là ở đây, mặc dù trong thực tế cái đoạn code nó vẫn sẽ nạp cái phần let full name này vào bộ nhớ trước như thế này, tương tự như cái việc các bạn viết lên như thế này đó, nhưng tuy nhiên ạ, ở đây nó lại là temporal dead zone, thế nên là chúng ta sẽ không có khả năng truy cập nó ở dòng số 4 này. Và chính vì vậy ở đây sẽ throw ra, tức là nó văng ra một cái lỗi là không thể sử dụng được trước khi khai báo giá trị khởi tạo. Thì đến cái dòng số 5 này nó mới khởi tạo giá trị, thế nên là các bạn sẽ chỉ có thể console.log ra full name khi mà các bạn sử dụng nó ở đằng sau từ khóa khai báo thôi các bạn nhá. Ở trong cái ví dụ này mình viết này thì sẽ dùng được, nhưng đây là mình đang mô phỏng thôi, bởi vì viết như này thì thực tế cái chương trình nó đâu có hoist như này các bạn, đúng không? Đấy, thì ở đây nhá, nó như này. Ok, chốt lại cái phần số 2 này, đó là với từ khóa let và const nó sẽ hoist cái phần khai báo lên trên đầu phạm vi, nhưng nó không khởi tạo giá trị và nó cũng đưa vào cái phần gọi là temporal dead zone. Và vì vậy là chúng ta sẽ không thể sử dụng nó được trước khi mà chúng ta thực sự khai báo nó ở cái dòng số 3 kia kìa. Đó. Thế nên là trong trường hợp này muốn dùng được thì chỉ có cách là đưa xuống dưới này thôi. Đó, được chưa? Thì đó là với let và const được hoist nhưng không sử dụng được. Rồi. Thì trước khi đến phần bonus này thì mình cũng sẽ nhấn mạnh cho các bạn là tại sao nó phải hoist như này để làm gì nhá. Các bạn nhớ cái bài về scope không? Đây, giả sử nhá, mình tạo ra một biến là let full name bằng Nguyễn Văn A. Sau đó là mình đưa vào đây, mình đưa vào trong khối này, đưa trong khối này. Mình viết là Nguyễn Văn B này. Đó, và ở đây mình cần solve ra cái thằng full name. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó là lấy cái biến ở phạm vi gần nhất. Nhưng giả sử bây giờ mình lại có một cái biến ở bên dưới này là Nguyễn Văn C đi. Đó, nó sẽ bị lỗi. Thì tại sao nó lại phải hoist để làm gì nhá? Nó phải hoist ý, để làm sao ạ? Nó đưa cái này lên, nó lưu ở bộ nhớ trước trong cái phạm vi này. Đấy, giả sử là nó đưa vào đây, nó hoist lên như thế này. Với mục đích là gì ạ? Để làm sao? Để mà khi chúng ta chạy cái code ở cái dòng số 7 này, nó sẽ hiểu được là trong cái phạm vi này là có biến full name rồi, để tránh cái trường hợp là nó lại nhảy ra cái phạm vi bên ngoài để lấy cái biến full name bên ngoài. Thế nên là cái việc hoist của thằng let này ấy, nó sẽ giúp là cái thằng full name này, cái dòng console.log ở dòng số 7 này, nó hiểu được là trong phạm vi của tôi là đã có biến full name rồi, thế nên là sẽ không lấy cái full name ở bên ngoài, được không? Nhưng vì thằng này được khai báo ở đằng sau, thế nên là khi mà console.log ở đằng trước này nó sẽ không thể nào mà sử dụng được, bởi vì full name lúc này đang nằm ở trong temporal dead zone, đúng không ạ? Đó, nên là ăn lỗi, được không? Đó. Thì lý do tại sao nó phải hoist là như vậy các bạn nhé. Sang phần bonus ở đây ấy, đó là phần dựa vào kiến thức hoisting mà các bạn vừa học. Các bạn hãy trả lời cho mình cái thằng này, what's the output? Kết quả ở đây là gì? Có lỗi hay không? Hay là bao nhiêu? Các bạn suy nghĩ đi. Cho các bạn 30 giây.
Hãy chú ý thế này, return ở đây nhá, và viết hàm ở đây nhá. Bình thường các bạn sẽ nghĩ là return là sẽ thoát hàm đúng không? Rồi, bây giờ dùng kiến thức Hoyce và trả lời bài hại não này giúp mình. Ok, bạn nào bảo là lỗi là sai? Bạn nào mà nhận thấy được là cái việc return này đằng trước các bạn nghĩ là nó thoát hàm, đoạn này sẽ không được chạy là sai. Bởi vì chúng ta vừa học về Hoyce rồi, thằng này nó chính là digression function. Nó sẽ được đưa lên trên đầu phạm vi của nó. Thế nên là kết quả ở đây của chúng ta nó sẽ là 1, bởi vì counter bằng 0, return ra cộng cộng counter nó sẽ là 1. Đó, các bạn thấy không ạ? Và ở đây cái việc các bạn viết ở đây thế này này, nó Hoyce nó sẽ tương tự như cái việc nó đưa lên đầu phạm vi của nó là ở đây này. Đó. Không lỗi, được chưa ạ? Cuối phần nâng cao này khả năng mình sẽ đi kiếm nhiều cái bài kiểu dạng khu khoằm như này, sau đó là mình sẽ cùng giải với các bạn áp dụng những kiến thức được học để giải nhá. Ok, bài học này kết thúc. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.